Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé! Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo Trung Quốc, sự trở lại của công phượng sẽ là mối đe dọa lớn đối với tuyển Trung Quốc. Trước thêm cuộc đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc, tờ Shohu đã có bài viết đánh giá sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam mới trải qua trận thua đáng tiếc trước Australia, Binh đoàn của thầy Park dù tạo được một số cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi bên phía Australia, cả trận họ dứt điểm trúng không thành một lần và ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù thua trận nhưng tuyển Việt Nam vẫn được tờ Showhu đánh giá cao. Tờ báo Trung Quốc nhận xét, tuyển Việt Nam thực hiện tới 11 cú dứt điểm trong trận đấu này, trong đó có hai pha trúng đích. Họ còn không được công nhận một quả 11m cho một tình huống gây tranh cãi. Nhìn sang Trung Quốc, chúng ta chỉ có 7 cú dứt điểm khi đối đầu với Australia. Trong 7 cú số đó, thậm chí không có tình huống nào bay trúng đích. Hàng thủ Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột, tuy nhiên họ vẫn phòng ngự chặt chẽ hơn Australia. Đội bóng này chỉ để Australia dứt điểm trúng đích một lần, trong khi con số tương tự mà chúng ta phải nhận là 9. Ngoài ra, những tình huống phản công của Việt Nam cũng chất lượng hơn. Tờ nắm rõ những nhân tố vắng mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia. Tuyển Việt Nam chịu thua Australia khi thiếu những hậu vệ chủ lực như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng vì lý do chấn thương. Duy Mạnh thì bị treo giò. Trên hàng công là sự vắng mặt của Công Phượng. Tuy nhiên trong trận cầu vào ngày 7 tháng 10 gặp Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của Công Phượng và Duy Mạnh. Công Phượng hiện có mặt tại Hà Nội để sẵn sàng tập luyện sau quãng thời gian giải quyết việc gia đình. Còn Duy Mạnh, anh đã hết án treo giò. Trường hợp của Văn Hậu và Đình Trọng vẫn cần được xem xét thêm. Hiện chưa rõ liệu hai cầu thủ này có kịp bình phục hay không. Theo tờ Shouhu tuyển Trung Quốc thực sự gặp bất lợi nếu những cầu thủ kể trên có thể thi đấu sắp tới. Tuy Việt Nam không mạnh như những pha tranh chấp, tuy nhiên họ vẫn có thứ vũ khí riêng. Đội bóng này có những tình huống ban bật nhanh và sở hữu khả năng phản công tốc độ. Những điều này từng khiến hàng thủ Australia trao đảo. Trong tháng 10 tới, nếu các cầu thủ hàng phòng ngự của Việt Nam kịp hồi phục chấn thương, cộng thêm sự trở lại của công phượng, đây chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn đối với tuyển Trung Quốc. Báo Hàn Quốc, từ Việt Nam có màn trình diễn rất đáng nể. Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau hai trận đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển Việt Nam đứng 92 trên bảng xếp hạng FIFA là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất dự vòng loại thứ ba World Cup. Tuy nhiên, các tuyển thủ áo đỏ gây ra không ít khó khăn cho đối phương trong hai trận đầu. Girl, phiên bản Hàn Quốc nhận xét, cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi so với Australia về thể hình nhưng thể hiện lối chơi nhanh nhẹ. Họ chơi ngang ngửa, phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, tạo ra các pha uy hiếp khung thành. Tuyển Việt Nam tung ra 11 pha dứt điểm và hai lần trúng đích trong khi Australia có 6 lần dứt điểm. Tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh, trong lần đầu tiên dự vòng loại thứ ba, tuyển Việt Nam có màn trình diễn rất đáng nể, dù thua cả hai trận đầu. Ở trận gặp Arashiyut, họ dẫn trước nhưng gặp bất lợi khi chơi thiếu người và thua đáng tiếc với tỷ số 1-3. Đối đầu với Australia trên sân nhà Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam chiến đấu hết mình với mục tiêu giành điểm, nhưng họ vẫn phải chơi điểm số đầu tiên ở các trận tới. Tối ngày 7 tháng 9 trên sân Mỹ Đình, Australia thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam nhờ cú đánh đầu của Ryan Grant ở phút 43. Đó cũng là pha dứt điểm trung đích duy nhất của đội bóng áo vàng trong 90 phút. Never nhận định, tuyển Việt Nam chơi tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1, hàng thủ của họ đã khiến các chân sút Australia không thể tạo ra bất kỳ cơ hội đáng kể nào. Phải tới phút 43 của hiệp 1, Thế Quân Bình mới bị phá vỡ. Truyền thông Hàn Quốc cũng tỏ ra tiếc nuối cho thầy trò huấn luyện viên Park khi không được hưởng phạt đền ở phút 28 hiệp 1. John Yang viết, Nguyễn Phong Hồng Duy sút bóng trúng cánh tay của một cầu thủ Australia, nhưng sau khi xem lại va, trọng tài không cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Đội bóng áo đỏ đã tạo ra thế trận tốt trước thủ hạng 35 thế giới. Sau hai trận thua, tuyển Việt Nam đứng thứ 5 bảng B, xếp trên tuyển Trung Quốc nhiều chỉ số phụ. Hai đội sẽ gặp nhau lượt trận thứ 3 ngày 7 tháng 10 tại UAE. Truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo lắng cho đội nhà sau màn thể hiện của các học trò của huấn luyện viên Park ở hai trận đầu. Từ Trung Quốc đang nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ vì lối chơi thiếu sáng tạo. Dù họ có tới 4 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, họ cũng là đội duy nhất ở bảng B chưa ghi được bàn nào. Chuyên trang ESPN Từ Việt Nam khiến đối thủ phải lo lắng Từ Việt Nam tràn đầy tự tin không dễ bị khuất phục dù phải thi đấu đối mặt với những đối thủ mạnh là Arab Shield và Australia. Trước Australia, họ cho thấy sự chuẩn bị kỹ về lối chơi và có màn trình diễn đủ để khiến đối thủ cảm thấy lo lắng. Cây viết Jarling chia sẻ trên trang ESPN. Đó chỉ là một trong những lời ca tụng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên điều này không thể che giấu sự thật là các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều đẳng cấp do đó tuyển Việt Nam không được phép chủ quan ở những trận đấu tiếp theo. Đẳng cấp của tuyển Trung Quốc Tuyển Trung Quốc khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với hai trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới 4 lần. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán bởi thay cho huấn luyện viên Li Tai phải chạm chán hai đối thủ mạnh là Australia và Nhật Bản. Để xua tan bầu không khí u ám, Trung Quốc quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở lượt trận tiếp theo. Xét về đẳng cấp, Trung Quốc được đánh giá cao hơn thầy trò huấn luyện viên Park. Đội tuyển đến từ đất nước tỷ dân đang đứng thứ 71 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tuyển Việt Nam 21 bậc. Xét về thành tích đối đầu, tuyển Việt Nam đang bị lép vế. Theo thống kê từ các trang báo nổi tiếng, hai đội từng có 6 lần so tài với nhau, 5 trận thuộc các giải đấu chính thức và một trận giao hữu. Trung Quốc giành chiến thắng 6 trận, ghi 20 bàn và nhận 3 bàn thua. Huấn luyện viên Li Tai đang sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng. Ở hàng phòng ngự, Cầu thủ nhập tịch Jiang Nguyen Thai, Thierry Browning trưởng thành từ lò đào tạo của Everton và có 7 năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của đội bóng này. Trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, trung vệ màu số 6 không thể theo kịp Yuya Oshako để tiền đạo này ghi bàn thắng duy nhất ở phút 40. Song màn trình diễn của anh vẫn được đánh giá cao. Theo Footmark, Nguyen Thai có 6 lần thu hồi bóng, 3 pha đánh chặn chính xác, 3 pha không chiến thành công, 7 lần giành chiến thắng khi tranh chấp tay đôi. Guelay, tiền đạo đang khoác áo Espanyol cũng là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn. Ngoài ra những cầu thủ khác như Jin Daojin, Shen Chao Wang có nhiều năm thi đấu học hỏi kinh nghiệm từ các ngôi sao hàng đầu như là Hulk, Oscar, Fellaini. Với sự tranh lệch về đẳng cấp và thành tích đối đầu, từ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với Trung Quốc. Tuyển Oman rất mạnh Tuyển Oman chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 5 theo thứ tự bốc thăm chia bảng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Branko Invatkovic gây bất ngờ khi đánh bại tuyển Nhật Bản ngay tại sân Panasonic Shuta của đối thủ ở lượt trận đầu tiên. Điểm mạnh của tuyển Oman nằm ở sự gắn kết và tuân thủ lối chơi phòng ngự phản công. Theo Fort Morf, ở hai lượt trận đầu tiên, tuyển Oman phòng ngự chủ động, kiểm soát bóng ít hơn đối thủ của mình. 35% ở trận gặp Nhật Bản và 30% ở trận gặp Arashiot. Khi tấn công, họ khiến khung thành của đối thủ nhiều phen chao đảo. Tại sân Panasonic Shota, họ có 12 tình huống dứt điểm, 6 lần đưa bóng đi trúng đích, trong khi Nhật Bản có 10 lần nã pháo, 4 lần đi vào khung thành của đối thủ. Trên sân Sweetan Karbos, Oman dứt điểm 10 lần, nhiều hơn Arashiot 3 lần. Trong lối chơi của Oman, Ahmed Al-Khamisi có vai trò nổi bật hơn cả. Chúc vệ 29 tuổi sở hữu 9 lần thu hồi bóng thành công. 8 lần đánh chặn chính xác, 7 lần giành chiến thắng khi tham gia không chiến, 15 lần vượt qua đối thủ khi tranh chấp tay đôi. Màn trình diễn của Al Khamisi góp phần giúp tuyển Oman nhận một bàn thua sau hai lượt trận đầu tiên. Ngoài ra, không thể không nhắc đến vai trò của huấn luyện viên Ivan Kovic. Vị thuyền trưởng người Croatia sở hữu nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau phù hợp với từng đối thủ. Ở trận gặp Nhật Bản, tuyển Oman ra sân với sơ đồ 4-4-2, mang đến cuộc tiếp đón Arab Rập Hỗ lực viên Ivan Kovic sắp xếp đội hình theo sơ đồ 4-3-1-2. Trước đó trong hai trận đấu với Qatar ở vòng loại thứ hai, nhà cầm quân 67 tuổi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 ở lượt đi và 4-1-3-2 lượt về. Điều đó cho thấy sự biến ảo trong lối chơi của Oman và khó để biết được là họ sẽ sử dụng sơ đồ nào khi chậm trán tuyển Việt Nam. Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam? Theo lịch thi đấu thì tuyển Việt Nam phải làm khách trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Tai phải hành quân đến UAE để thi đấu trên sân trung lập, do đó họ không nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Điều này giúp tuyển Việt Nam có lợi thế tâm lý rất lớn. Từ Trung Quốc sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch như Alan, Alan Kabaho, Jiang Wintai, T.S. Browning, Aikesen Arkesen, Luo Gofu. Sau ngoại trừ Thai thì những cái tên còn lại chưa thể hiện được nhiều điều. Kesen được kỳ vọng tỏa sáng trên hàng công, mang về những bàn thắng. Thế nhưng ở tuổi 32, thật khó để tiền đạo này nhanh nhẹn, đủ thể lực. Như khi mới cập bến Wangel and Van Green năm 2013. Ít ngày sau trận đấu với Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Oman ở sân Sultan Kapos. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải thi đấu trên sân khách, thua kém đối thủ 13 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chơi tốt trước các đối thủ đến từ Tây Á. Do đó, người hâm mộ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi bước vào trận đấu này. Từ Việt Nam được đánh giá thấp hơn và nhiều khả năng, huấn luyện viên Ivan Kovic sẽ không sử dụng lối chơi phòng ngự phản công như ở hai trận đấu trước. Khi đối thủ chủ động tấn công, các học trò của thầy Park sẽ có cơ hội thi triển lối chơi quen thuộc. Sau hai trận đấu đầu tiên, từ Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo không cảm thấy bỡ ngỡ và sẵn sàng giành lấy những điểm số đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.